ty bất động sản Phan Thành Phát kính chào quý khách. Đầu tiên, bất động sản Phan Thành Phát xin gửi tới quý khách hàng lời chúc sức khỏe và thành đạt. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng sử dụng dịch vụ chúng tôi trong suốt thời gian qua. Với nhu cầu phát triển của thị trường bất động sản hiện nay, có rất nhiều người muốn bán hoặc cho thuê lại bất động sản của mình đang sở hữu một cách nhanh chóng, thuận tiện và được giá nhất, nhưng lại không biết nên thực hiện như thế nào. Nhằm đáp ứng những nhu cầu đó của thị trường, công ty Phan Thành Phát ra đời như một hình thức môi giới bất động sản uy tín, chất lượng hàng đầu tại Lâm Đồng và trên cả nước. Công ty chuyên mua bán, ký gửi nhà đất, cho thuê mặt bằng, nhận cho thuê vườn làm trang trại, nhận làm hồ sơ tách nhập sổ, nhận thiết kế, thi công xây dựng dân dụng và công nghiệp, nhằm giúp cho chủ sở hữu bất động sản có thể rao bán hay cho thuê nhà đất của mình dễ dàng hơn. Công ty mở 2 chi nhánh tại số 250 đường Lang Biang, thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương và số 60T đường Phù Đồng Thiên Vương, phường 8, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Đến với Phan Thành Phát, chúng tôi sẽ cung cấp những thông tin bất động sản như vị trí, diện tích, tình trạng cũ mới, năm xây dựng, số tầng, số phòng khách, phòng ngủ. Sau khi tiếp nhận thông tin xong, sẽ cử nhân viên tới tận nơi để khảo sát vị trí, kiểm tra tính pháp lý của bất động sản và tiến hành xem xét, tư vấn cho khách hàng về giá trị phù hợp của bất động sản, cũng như những thỏa thuận về cam kết thời gian rao bán, cũng như chi phí môi giới. Tư vấn giá phù hợp với thị trường, quy trình giao dịch thanh toán, tiến hành ký kết hợp đồng. Sau khi ký hợp đồng, công ty sẽ tiến hành rao bán, làm cầu nối trung gian để bất động sản được ký gửi, có thể tiếp cận được với những người đang có nhu cầu mua hay thuê nhanh chóng nhất, cũng như hỗ trợ để hai bên mua và bán có thể thực hiện được một giao dịch nhà đất thuận lợi, như ý. Tư vấn, đàm phán, chốt giá bán với người mua, hỗ trợ thủ tục sang tên đổi chủ, thanh toán phí môi giới nhà đất cho dịch vụ ký gửi. Với đội ngũ tư vấn viên, chuyên viên chuyên nghiệp, Phan Thành Phát sẽ tạo cầu nối cho những người đang có nhu cầu mua hay thuê, kiếm được những căn nhà, miếng đất phù hợp với khả năng, nhu cầu của mình. Ngoài ra, dịch vụ ký gửi nhà đất còn hỗ trợ tối đa về những thủ tục pháp lý, giấy tờ đi kèm để giúp người bán và mua có một cuộc giao dịch thành công nhất. Song song, công ty còn chuyên nhận thiết kế, thi công các công trình dân dụng, công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và các khu vực lân cận. Có truyền thống lâu năm trong lĩnh vực xây dựng, đội ngũ cán bộ quản lý kỹ thuật, giàu kinh nghiệm, công nhân lành nghề, thiết bị máy móc thi công hiện đại. Phan Thành Phát vinh dự là đối tác chiến lược của nhiều chủ đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài nước chất lượng, uy tín, đảm bảo an toàn. Đến nay, công ty đã, đang xây dựng rất nhiều loại hình công trình dân dụng và công nghiệp khác nhau gồm nhà ở, cao ốc văn phòng, nhà cao tầng, chung cư, nhà hàng, bệnh viện, trường đại học, nhà máy, resort, khu nghỉ dưỡng. Phan Thành Phát luôn có một môi trường làm việc chuyên nghiệp, trang thiết bị hiện đại, đội ngũ các nhân viên có chuyên môn cao, bắt kịp xu hướng hiện nay. Chúng tôi tin rằng với sức mạnh và lòng nhiệt huyết, chất lượng tốt và chi phí hợp lý, Phan Thành Phát đã, đang và sẽ luôn song hành cùng quý khách hàng trên mọi thành công. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ công ty bất động sản Phan Thành Phát, chi nhánh 1, số 250 đường Lang Biang, thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương, Lâm Đồng. Chi nhánh 2, số 60T đường Phù Đồng Thiên Vương, phường 8, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng. Hotline 0969 907 137, 0832 883 737, gặp anh Tình. 0916 743 113, gặp anh Thành. Phan Thành Phát, thành công, phát triển. Chúc quý khách sức khỏe, hạnh phúc và thành công.